Chúng ta cùng nhau đến với cái bài chia sẻ ngày hôm nay, đó là bí quyết trẻ hóa. Và khi mà nói đến cái vấn đề trẻ hóa thì thường đúng không ạ, thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc là trẻ hóa về về da, đúng không ạ? Tại vì sao mà chúng ta lại nghĩ ngay như thế? Bởi thực tế rằng là khi chúng ta lão hóa thì cái mà thay đổi đầu tiên và cái mà chúng ta nhìn thấy trước nhất đó chính là những sự thay đổi ở trên làn da của chúng ta. Ví dụ là chúng ta bắt đầu sẽ thấy là những nếp nhăn, có thể ban đầu nó sẽ là những cái nếp nhăn rất nhỏ thôi, và những cái nếp nhăn chỉ xuất hiện khi chúng ta có những cái biểu cảm về cảm xúc mạnh, ví dụ như cười tươi này, hoặc chúng ta có thể cáu giận, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu mới nhìn thấy những cái nếp nhăn như thế. Đấy là những cái biểu hiện rất là sớm thôi, đúng không ạ? Và dần dần này nếp nhăn nó bắt đầu hằn sâu hơn này, thành đường rãnh này, đường khe này, rồi da của chúng ta bắt đầu trở nên sạm đi, bắt đầu xuất hiện những đốm đồi mồi, tàn nhang này, nám này, rồi da bắt đầu mất cái độ căng bóng, bắt đầu chảy xệ, thô ráp hơn. Đó là những cái thứ mà chúng ta sẽ nhìn thấy đầu tiên. Chúng ta đánh giá khi mà nhìn thấy một người nào đó, chúng ta bảo là trông đợt này trông có vẻ là trông như già đi. Vì cái chúng ta sẽ nhìn ngay vào đầu tiên, đó là cái gương mặt, đúng không ạ? Vì vậy mà một trong những cái liên quan đến trẻ hóa mà được nhiều người quan tâm nhất đó là vấn đề về trẻ hóa da. Nhưng mà để có thể trẻ được hóa được da thì chúng ta cũng phải quan tâm, không phải cũng phải đâu ạ, chúng ta phải quan tâm đến cái cơ thể của chúng ta nữa. Tức là chúng ta trẻ hóa được toàn bộ cơ thể chúng ta thì da của chúng ta cũng sẽ được trẻ hóa, đúng không ạ? Trẻ hóa các cơ quan bộ phận trong cơ thể của chúng ta. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào cái bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái nội dung gì. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có bốn cái nội dung chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu lão hóa là gì. Mặc dù cái tiêu đề của bài chia sẻ chúng ta nó là trẻ hóa, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái quá trình lão hóa đó như thế nào. Tại vì khi mà chúng ta biết được chìa khóa của cái sự lão hóa là gì thì chúng ta có thể làm những cái điều mà đi 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 ngược lại với cái quá trình lão hóa, thì cũng chính là chúng ta đang trẻ hóa con người chúng ta, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lão hóa là gì là một này. Nội dung thứ hai đó là các loại lão hóa, đúng không ạ? Các loại lão hóa có những cái loại lão hóa gì, da rồi lão hóa cơ quan, hay là có những cái loại lão hóa gì khác, rồi quá trình lão hóa là một quá trình như thế nào. Và cái thứ tư là một cái mà chắc chắn là nội dung mà sẽ nhiều người mong muốn nhất, đó là làm chậm quá trình lão hóa như thế nào, đúng không ạ? Làm chậm quá trình lão hóa như thế nào. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên. Mọi người nhìn trên hình thì chúng ta có thể thấy được cái những cái hình ảnh liên quan đến của lão hóa, đúng không ạ? Ví dụ như cái hình ảnh đầu tiên là chúng ta nhìn thấy đó là lão hóa về da. Đó. Một bên là gương, một nửa thì chúng ta đã thấy cái gương mặt rất là căng mịn đây, đúng không ạ? Và ở phía dưới đây là cái sự lão hóa. À, cái sự lão hóa da này, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn này. À, nếp nhăn da nó không còn độ căng bóng này, trùng mọng mắt này, nếp nhăn chân chim này. Ok, và đây là một phần của lão hóa thôi ạ, là lão hóa da. Rồi lão hóa ở các cơ quan bộ phận trong cơ thể. Rồi lão hóa về xương khớp, đúng không ạ? Một biểu hiện khi mà chúng ta nói rằng chúng ta có tuổi là chúng ta thấy là chúng ta đau mỏi mình mẩy nhiều hơn, đau nhức xương khớp nhiều hơn. Mỗi sáng dậy là chúng ta cảm thấy người mệt mỏi uể oải, đau nhức xương khớp, cảm thấy khó khăn trong cái việc vận động, đúng không ạ? Thì cái lão hóa nó cũng biểu hiện ở cái phần xương khớp, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy coi cái lão hóa là một cái điều mà xảy ra với cơ thể chúng ta theo thời gian, đó là một cái điều tất yếu sẽ phải xảy ra, không ai chúng ta có thể tránh được. Vì sao? Vì theo các cụ ngày xưa chúng ta vẫn có hay có một cái câu đó là sinh lão bệnh tử, đúng không ạ? Chúng ta sinh ra, chúng ta sống thì ắt chúng ta sẽ phải lão, là lão hóa đó ạ. Chúng ta sẽ phải trưởng thành lên, khi còn nhỏ thì chúng ta lớn dần chúng ta trưởng thành lên, qua giai đoạn chúng ta dậy thì chúng ta lớn vượt bậc, và hết giai đoạn dậy thì rồi chúng ta bắt đầu trưởng thành rồi, và tới cái giai đoạn đỉnh điểm thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình lão hóa, đúng không ạ? Bắt đầu cái quá trình lão hóa
Và càng về sau, khi mà tuổi càng cao thì cái tốc độ lão hóa nó sẽ càng ngày càng nhanh hơn nếu như chúng ta không biết chăm sóc và giữ gìn cho chúng ta một cái cơ thể, một cái sức khỏe tốt, thì cái quá trình lão hóa nó sẽ diễn ra rất nhanh. Và đi sau với quá trình lão hóa đó là quá trình bệnh, đúng không? Chúng ta bắt đầu, cơ thể chúng ta bắt đầu trở nên kém chống chịu hơn, kém chống chịu hơn với các yếu tố bệnh tật, và vì vậy mà chúng ta dễ mắc bệnh hơn. Và khi chúng ta mắc bệnh thì chúng ta sẽ dừng cái kết cuối cùng, đúng không ạ? Cái kết cuối cùng là chúng ta sẽ đi sang một thế giới mới, đúng không ạ? Sinh lão bệnh tử, đúng không ạ? Đó, thế thì chúng ta phải chấp nhận một điều rằng lão hóa là một điều sẽ xảy ra với chúng ta theo tiến trình thời gian, và nó là một cái nó gồm rất là nhiều cái quá trình mà cơ thể chúng ta, cơ thể con người trải qua khi mà chúng ta già đi, chứ không đơn thuần, mọi người nhé, chứ không đơn thuần là chỉ có các dấu hiệu lão hóa như là tóc bạc hay là nếp nhăn. Tức là ví dụ như là mọi người có thể thấy là rất là nhiều người dù còn đang rất trẻ nhưng mà tóc đã bị bạc sớm. Đó, đó là dấu hiệu lão hóa của tóc, dấu hiệu lão hóa của tóc. Nhưng mà cơ thể của họ vẫn còn đang khỏe mạnh, vẫn đang cường tráng, vẫn đang dồi dào sức khỏe, thì họ chưa được coi là lão hóa. Bởi lão hóa là một tập hợp của rất nhiều những cái quá trình, rất nhiều cái cơ quan bộ phận nó tổng hòa nên một cái cơ thể thì chúng ta mới gọi là lão hóa, đúng không ạ? Và một số cái quá trình lão hóa là do cơ thể chúng ta tự động nó xảy ra, tự động nó xảy ra. Ví dụ như là trẻ em thì sẽ phải trải qua một cái quá trình mà tăng trưởng vượt bậc, từ cái độ tuổi mà 10 đến 12 tuổi bắt đầu xuất hiện những cái dấu hiệu thay đổi về cơ thể, đúng không ạ? Thay đổi về về các đặc điểm về sinh lý, tâm lý, để tiến tới một cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn trưởng thành. Thì cái giai đoạn chuyển tiếp đó là cái giai đoạn gọi là giai đoạn dậy thì, đúng không ạ? Và lão hóa cũng có thể sẽ được tích lũy, ví dụ như là những cái tổn thương da do mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta phơi nhiễm với lại các tác nhân từ môi trường, mà đặc biệt đó là ánh sáng mặt trời, trong đó có tia UV, đúng không ạ? Chúng ta tiếp xúc thời gian dài và tiếp xúc thường xuyên thì những cái tổn thương do cái tia UV trong cái ánh sáng mặt trời nó tác động lên da chúng ta, làm tổn thương mỗi ngày một chút, đúng không ạ? Mỗi ngày một chút, và nó tích lũy dần, tích lũy dần, và nó bắt đầu hình thành nên những cái đặc điểm về lão hóa da. Đó, thì cái lão hóa nó cũng có thể xảy ra do cái quá trình tích lũy của cái việc mà chúng ta tiếp xúc với những cái tác nhân gây hại, tác nhân từ môi trường. Rồi, lão hóa thì là một cái sự kết hợp của những cái thay đổi về sinh lý trong cơ thể của chúng ta và các yếu tố môi trường mà chúng ta tiếp xúc. Đúng không ạ? Nó phải có từ cả bên trong cơ thể lẫn bên ngoài, nó tác động với nhau thì nó gây ra cái sự lão hóa. Mặc dù thì cái điều này thì sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng mà một số yếu tố từ môi trường, đúng không ạ? Một số yếu tố từ môi trường về cơ thể chúng ta vẫn có thể cải thiện được một phần, trừ những cái yếu tố mang cái tính gọi là di truyền và bẩm sinh, tức là ai sinh ra chúng ta cũng mang cái đặc tính đấy rồi, đúng không ạ? Ai sinh ra cũng sẽ phải già đi, đó là một cái đặc tính mà không, chúng ta không thể thay đổi. Đấy, thì có những cái đặc tính nào khác liên quan đến cái chuyển hóa, liên quan đến những cái vấn đề về sinh lý trong cơ thể chúng ta mà chúng ta có thể kiểm soát được thì chúng ta hãy kiểm soát nó, can thiệp vào nó, kiểm soát nó để làm chậm cái quá trình chúng ta lão hóa đi và cải thiện cái quá trình đó. Được. Và những cái yếu tố từ môi trường là những yếu tố mà chúng ta dễ dàng kiểm soát hơn, dễ dàng kiểm soát hơn. Đó, ví dụ như là chúng ta không đi ra ra ngoài nắng nhiều. Đi ra ngoài nắng thì chúng ta che, chúng ta mặc những cái bộ mà chống nắng để giúp cho da chúng ta không bị tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng. Đó cũng là một cách chúng ta kiểm soát các yếu tố từ môi trường, đúng không ạ? Đó. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các loại lão hóa. Chúng ta sẽ có những cái loại lão hóa gì ạ? Đầu tiên đó là lão hóa tế bào. Đây là một cái lão hóa rất là căn bản. Cơ thể chúng ta được cấu tạo bởi rất rất nhiều tế bào, đúng không ạ? Vì vậy, chúng ta lão hóa của tế bào thì khi một tế bào lão hóa thì nó không gây ra cái hiện tượng gì trên cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng khi nhiều cái tế bào, nhiều tế bào nó sẽ hợp thành mô, nhiều mô nó sẽ hợp thành cơ quan, và nhiều các cơ quan
phối hợp tạo thành hệ cơ quan và cuối cùng là cơ thể của chúng ta. Như vậy, thông qua lão hóa tế bào tập hợp đủ thì chúng ta sẽ biểu hiện lên cái sự lão hóa về cơ thể. Đó. Là lão hóa tế bào là một cái hiện tượng mà cái tế bào cơ thể của chúng ta nó không còn khả năng phân chia. Đúng không ạ? Vì khi tế bào có khả năng phân chia ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái tế bào mới. Nó lấy chất dinh dưỡng mà từ từ cái nguồn thức ăn, từ cái nguồn thức ăn chúng ta đưa vào trong cơ thể, thì cái tế bào sẽ lấy cái chất dinh dưỡng đấy để nó phát triển lớn hơn, bắt đầu tách ra, nó sinh sôi ra, thì nó sẽ tạo ra những cái tế bào mới. Và khi cái quá trình này nó trở nên bị hạn chế hơn, chậm hơn hoặc không diễn ra nữa, thì bắt đầu nó xảy ra cái quá trình lão hóa tế bào. Và nhưng mà cái quá trình này nó không xảy ra đối với tất cả các loại tế bào, đúng không? Không xảy ra với tất cả các loại tế bào. Có những tế bào nó sẽ không xảy ra cái quá trình lão hóa đó. Thì ví dụ như ở một số loài sinh vật mà chúng ta y học và khoa học ngày nay đang tìm hiểu và nghiên cứu để có thể ứng dụng những cái đặc điểm này của các loại sinh vật này để có thể đưa ra những cái giải pháp để giúp cho con người chống lại được cái sự lão hóa, giúp con người trẻ hóa hơn. Thì ví dụ như một cái số loài sinh vật như là bọt biển này, mọi người thấy nhìn thấy trên hình này, cái con màu vàng vàng này, nó như cái miếng miếng mút, miếng xốp ấy, cái bọt biển đúng không ạ? Rồi san hô hay là tôm hùm, nó cũng không xảy ra cái quá trình lão hóa tế bào. Nếu mà không lão hóa tế bào như thế này thì những cái sinh vật này nó cứ mãi là trẻ mãi, rồi nó cứ tiếp tục sinh sôi, nó cứ phát triển và nó cứ to dần như thế ha. Đấy, thế thì ngoài cái quá trình lão hóa ra, thì nó vẫn có những cái yếu tố giúp cho những cái sinh vật này nó không bị phát triển một cách quá mức. Đó là thiên địch, tức là những cái loài sinh vật mà gọi là địch thủ tự nhiên mà tiêu diệt những cái loài này, hoặc là bệnh tật, ví dụ thế. Thì cho nên là tôm hùm mặc dù là không có lão hóa tế bào nhưng vẫn có thể bị chết bởi những yếu tố đó. Và nếu như không có bất cứ một trở ngại gì thì tôm hùm lớn nhất cũng có, hiện tại thì cũng có cái kỷ lục đó là cỡ khoảng 20 kg, rất là khổng lồ đúng không ạ, rất là to. Đấy, đấy là quá trình mà khi mà chúng ta không xảy ra sự lão hóa, cơ thể cứ tiếp tục tăng sinh, sinh sôi. Mọi người tưởng tượng nếu cơ thể chúng ta như vậy thì sao ạ? Bắt đầu chúng ta sẽ không chỉ còn là cao 1,5 m, 1,6 m đoạn, chúng ta qua thời gian chúng ta sẽ còn cao, còn to, lớn hơn nữa, sẽ trở thành những cái người khổng lồ đúng không ạ? Nhưng mà tự nhiên của cái loài người chúng ta có những cái yếu tố giúp kiểm soát cái sự tăng sinh đó, giúp kiểm soát sự tăng sinh đó, khiến cho cơ thể chúng ta chỉ phát triển tới một cái ngưỡng nào đó thôi và chúng ta bắt đầu quá trình lão hóa và già đi đúng không ạ? Cái sự lão hóa của tế bào này thì có một cái vai trò quan trọng trong cái việc mà ngăn chặn sự phát triển ung thư đúng không ạ? Thế thì khi mà cơ thể chúng ta cứ trải qua cái quá trình tăng sinh, cứ trải qua quá trình sinh sôi, nảy nở, phát triển như vậy, thế thì một cái việc gì đó mà làm đi làm lại nhiều lần ấy, cũng có một lúc nào đó chúng ta sẽ xảy ra những cái sai sót. Và những cái sai sót này nó sẽ dẫn đến những cái đột biến nếu như cái sai sót đó không được sửa. Nó đột biến rồi, nó bị sai sót rồi và nó sẽ tích lũy lại nhiều lần như thế và sẽ hình thành những cái nguy cơ biến những cái tế bào mà nó bị chịu cái sự sai sót đó trở nên ác tính và phát triển thành tế bào ung thư. Vì vậy mà lão hóa không phải là một cái điều gì đó quá là xấu đúng không ạ? Nó đang giúp cơ thể chúng ta kiểm soát nó một cách chừng mực đó. Và một tế bào của chúng ta có thể sao chép khoảng 50 lần trước khi mà cái vật liệu di truyền ở đây đó là gen, là ADN đấy, là cái sợi ADN ấy, không thể sao chép một cách chính xác được nữa đó. 50 lần mà sao chép hoàn toàn chính xác và không có bất cứ một cái sự sai sót nào. Thế thì cái sự thất bại về sao chép này được gọi là cái sự già đi của tế bào đó. Và khi già đi như thế thì nó sẽ mất đi cái đặc tính chức năng của nó và cái sự tích tụ của các tế bào già. Đấy, như vừa nãy em có chia sẻ là tập hợp của những cái tế bào mà nó đã bị lão hóa đúng không ạ, thì nó thành hình thành một cái sự lão hóa tế bào và do đó chuyển thành cái quá trình lão hóa sinh học. Lão hóa sinh học ở đây là lão hóa mà chúng ta có thể nhìn thấy, bắt đầu cơ chúng ta bắt đầu trở nên yếu đi, tóc chúng ta bắt đầu bạc, bắt đầu rụng, da chúng ta bắt đầu khô, bắt đầu nám, bắt đầu nhăn nheo,
vì mất cái lớp cơ và lớp collagen ở phía dưới, đúng không ạ? Và khi cơ thể của chúng ta càng bị chịu nhiều cái thiệt hại bởi các cái gốc tự do đó, và các yếu tố từ môi trường, thì tế bào sẽ cần phải tái tạo nhiều hơn. Tái tạo nhiều hơn tức là nó tăng tốc cái quá trình thay đổi mới như thế, tăng tốc cái quá trình quá sinh sống của nó đi, thì quá trình lão hóa của tế bào cũng sẽ phát triển nhanh hơn. Đó, đó là một cái mà nó là cái tất yếu thôi. Chúng ta sẽ biết được điều đó để giúp chúng ta là chúng ta sẽ cần cái gì can thiệp vào để chúng ta có thể kiểm soát được cái sự lão hóa của tế bào, làm cho nó chậm lại, đúng không ạ? Làm cho nó chậm lại. Rồi, đến một cái loại lão hóa thứ hai, đó là lão hóa về nội tiết tố. Đấy. Hormone hay là nội tiết tố thì có một cái vai trò rất lớn trong cái quá trình lão hóa của cơ thể, đặc biệt là trong cái thời kỳ thơ ấu ấy, khi chúng ta bắt đầu lớn, đúng không ạ? Thì cái hormone, những hormone liên quan đến quá trình tăng trưởng, ví dụ như là GH là một cái hormone giúp cơ thể phát triển lớn hơn, thì giúp cho cái quá trình mà chúng ta xây dựng về xương này, về cơ này, rồi phát triển về các mô cơ quan. Và khi đến cái giai đoạn dậy thì một cái hormone liên quan đến giới tính thì giúp cho cơ thể của các bé trai và các bé gái bắt đầu phát triển những cái đặc điểm về sinh dục, giúp cho phân biệt giữa bé trai và bé gái. Để giúp chúng ta bắt đầu chuyển sang một cái giai đoạn mới, đúng không ạ? Và theo thời gian thì cái sản lượng của cái hormone nó sẽ bắt đầu giảm đi. Tại vì là những cái tế bào mà nó sản xuất ra hormone đấy nó cũng bắt đầu già đi. Nó không thể sản xuất ra được nhiều như lúc mà nó còn trẻ, đúng không ạ? Và nó sẽ dẫn đến những cái thay đổi về trên da này, như là mất nếp nhăn này, rồi như nếp nhăn hoặc là mất độ đàn hồi, rồi khiến thay đổi về cái sự mất trương lực cơ, tức là cái cơ bắp của chúng ta trở nên nhão hơn, nó không còn độ săn chắc, đúng không ạ? Rồi mật độ xương thì liên quan đến cái việc mà chúng ta bị loãng xương ở người già, khi mà chúng ta không cung cấp bổ sung đủ canxi, đủ vitamin D, thì bắt đầu cái quá trình lão hóa nó diễn ra như thế, và nó sẽ làm mất dần cái chất của xương, và dẫn đến cái tình trạng xương nó bị rỗ, nó bị loãng đi, nó không còn đặc nữa, và vì vậy cái khả năng chống chịu của xương nó trở nên kém đi. Và khi mà chỉ cần xảy ra những cái va chạm dù là nhỏ thôi, chỉ một cái ngã từ cái tư thế mà chúng ta đang đứng này, chúng ta bị ngã gọi là sập xuống một cái, va chạm chạm cái xương của chúng ta xuống cái nền nhà là đã có thể dẫn đến hiện tượng là bị gãy xương rồi, đúng không ạ? Đó là cái quá trình lão hóa, nó ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta như thế, và nó sẽ làm giảm cái ham muốn tình dục, đúng không ạ? Ngoại trừ một số cái trường hợp đặc biệt là cái hormone người ta vẫn tốt, đúng không ạ? Thì dù tuổi cao người ta vẫn có những cái ham muốn đó, nhưng mà nhìn chung thì khi chúng ta tuổi cao, chúng ta tăng lên, thì cái lượng hormone chúng ta sẽ dần dần giảm đi, và cái ham muốn của chúng ta cũng sẽ dần dần giảm đi đó. Và vì là cái nồng độ hormone sinh dục nó khác nhau giữa nữ và nam, vì vậy mà nó ảnh hưởng đến tuổi của nam và nữ, nó khác nhau đó. Rồi chúng ta đến với một cái lão hóa, cái loại lão hóa thứ ba, đó là lão hóa do tích lũy những cái thiệt hại từ môi trường. Thì lão hóa do hư hại tích lũy gây ra, thì tức là chúng ta nói đó chính là hao mòn. Thì mỗi ngày cái cơ thể chúng ta phải chịu những cái tác động từ môi trường, thì nó phải chống chịu lại, và một phần nào đó nó đã bị những cái tác động đấy làm chết đi, dần dần bao dần cái cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Và dẫn đến cho cơ thể chúng ta cái sự lão hóa đó. Và khi mà cơ thể chúng ta tiếp xúc với những cái loại chất độc hại này, với bức xạ tia cực tím có trong ánh sáng mặt trời này, rồi thực phẩm không lành mạnh và ô nhiễm của môi trường, thì có thể là dẫn đến những cái gây hại cho cơ thể của chúng ta. Và theo thời gian thì những cái yếu tố bên ngoài này nó sẽ làm trực tiếp này, làm hỏng đến cái ADN ở trong tế bào. ADN chính là cái vật liệu di truyền mà giúp cơ thể chúng ta chuyển cái đặc điểm đó cho con cháu của mình về sau. Đó gọi là vật liệu di truyền. Đó. Và một phần thì là do khiến là cái ADN này nó tiếp xúc với cái quá trình viêm quá mức hoặc là dai dẳng. Đấy. Cái quá trình viêm nó khiến cho cơ thể mình vừa là giúp cơ thể sửa chữa nhưng cũng đồng thời tổn hại cơ thể nếu như quá trình viêm này nó bị bùng phát không có sự kiểm soát. Đó. Ví dụ như là chúng ta bị sẹo đi, đó là kết quả của quá trình là cái sự viêm nó bị
diễn ra liên tục và diễn ra quá mức khiến cho cái sẹo của chúng ta nó bị lồi lên, đúng không ạ? Thì đó là cái tác động của quá trình viêm lên cơ thể chúng ta nếu như nó không được kiểm soát. Đấy. Và những cái tổn thương này nó sẽ tích tụ này và nó có thể làm suy giảm cái khả năng tự phục hồi của cơ thể. Cơ thể chúng ta rất là tuyệt vời, nó rất là hay tạo hóa cho chúng ta một cái cơ chế rất là hay, đó là có thể tự phục hồi, đúng không ạ? Vì sao mà chúng ta có cái sinh lý là ban ngày chúng ta phải thức dậy khi mặt trời mọc và chúng ta làm việc, chúng ta hoạt động, chúng ta sinh sống, để rồi ban đêm chúng ta phải dành thời gian chúng ta nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi để cơ thể có thể tự chữa lành và tự hồi phục, đúng không ạ? Vì vậy thì nếu khi mà những cái tổn thương từ môi trường nó tích tụ và nó sẽ khiến cho cái cơ thể chúng ta làm chậm cái quá trình phục hồi đó và thúc đẩy nhanh cái quá trình lão hóa hơn, đúng không ạ? Vì vậy là mọi người thấy một cái từ khóa rồi, đúng không ạ? Chúng ta phải nghỉ ngơi đủ, đúng không ạ? Chúng ta phải nghỉ ngơi đủ thì cơ thể mới có khả năng tự phục hồi được. Đó, tuyệt vời đúng không ạ? Cơ thể chúng ta rất rất tuyệt vời. Nếu như để cho cơ thể chúng ta một cái môi trường dinh dưỡng tốt, một cái môi trường sống tốt, thì hoàn toàn là chúng ta có thể tự chữa được bệnh, cơ thể chúng ta tự có thể chữa được bệnh và thích nghi được. Còn nếu như cơ thể nào mà nó không có cái sự thích nghi đó thì rất dễ là bị chọn lọc của tự nhiên, nó sẽ đào thải, đúng không ạ? Nó sẽ đào thải. Rồi chúng ta đến với một cái loại lão hóa nữa là lão hóa về trao đổi chất. Cơ thể chúng ta tồn tại được là bởi nó có cái quá trình này, nó có cái quá trình trao đổi chất này. Chúng ta nạp những cái chất dinh dưỡng từ bên ngoài, đúng không ạ? Thì vào cơ thể chúng ta nó phải chảy qua một cái quá trình trao đổi, biến đổi, chuyển hóa để biến những cái chất mà chúng ta đưa vào đấy thành những cái chất dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể chúng ta. Và cái nào thừa ra, cái nào độc hại không cần thiết cho cơ thể thì nó sẽ phải đào thải ra ngoài. Và mỗi một ngày như thế chúng ta trải qua thì cái tế bào của chúng ta này liên tục phải biến cái thức ăn thành năng lượng, đúng không ạ? Và cái quá trình đó nó sẽ tạo ra các sản phẩm phụ, đó là các chất thải. Và khi cái chất thải này nếu như nó bị tích lũy thời gian lâu trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ gây hại đến cơ thể của chúng ta. Và quá trình trao đổi chất này mặc dù nó là chắc chắn là cần thiết, nhưng mà nó có thể gây ra những cái tổn thương tiến triển, tổn thương mà nó sẽ dần dần nó phát triển cho tế bào, và một hiện tượng được gọi là hiện tượng lão hóa chuyển hóa. Đó, tức là cơ thể chúng ta nó phải hoạt động quá nhiều, giống như cái máy móc ấy, hoạt động quá công suất, nó nóng, nó bắt đầu là nó trở nên làm việc nó không còn hiệu quả, không còn hiệu quả nữa, đúng không ạ? Cho nên là nếu chúng ta giữ cho nó một cái nhịp độ hoạt động vừa phải, lại được bổ sung, lại được chăm, lại được bôi trơn đầy đủ, đúng không ạ? Thì nó sẽ hoạt động được trơn tru như mới, dù thời gian nó đã có thể kéo dài rất là lâu rồi, đúng không ạ? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quá trình lão hóa. Đó. Chúng ta đang sống trong một cái nền văn hóa mà chúng ta đang bị chịu ảnh hưởng nhiều bởi tuổi tác, đúng không ạ? Chịu ảnh hưởng bởi nhiều bởi tuổi tác. Chúng ta mong muốn được làm chậm quá trình lão hóa, được tăng tuổi thọ. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận thế này, chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật cơ bản của tất cả, đó là việc già đi nó là một cái điều khó tránh khỏi. Như lúc em chia sẻ ban đầu, đúng không ạ? Chúng ta phải chấp nhận nó là một cái điều hiển nhiên. Bất kể bạn có làm gì thì cơ thể của bạn sẽ thay đổi theo một cái cách chính đáng như thế, theo cái định hướng vốn có của nó, đó là sinh, lão, bệnh, tử, nó phải trải qua như thế. Cái vấn đề bệnh thì hoàn toàn chúng ta nếu kiểm soát được tốt vậy thì chúng ta chỉ có sinh, lão và tử, đúng không ạ? Nhiều người, mọi người có thể là đã nghe được nhiều câu chuyện về cái việc là một cái người sống khỏe trọn đời chỉ già đi, và tới cái lúc mà lìa đời là người ta vẫn hoàn toàn khỏe mạnh cho tới cái lúc đó người ta dừng thở, đúng không ạ? Thế thì cái bệnh là chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được. Nếu chúng ta có một cái chế độ, một cái việc mà chúng ta chăm sóc được sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ chỉ có trải qua sinh, lão và tử thôi. Và cái quá trình đó có thể kéo dài tùy vào bản thân chúng ta chăm sóc cho cơ thể chúng ta như thế nào. Và ví dụ như khi là một
một người khi chúng ta bước qua cái độ tuổi 20 rồi thì các mô ở phổi của chúng ta sẽ bắt đầu mất dần thôi nha, nó không mất quá nhanh tại vì ở độ tuổi này chúng vẫn đang còn trẻ đúng không ạ? Càng về về sau khi mà độ tuổi càng cao thì cái khả năng mất này nó sẽ mới cao lên, nó mới tăng lên. Còn lúc mà còn trẻ, độ tuổi nhỏ này, nó có bắt đầu có những cái dấu hiệu mất đi về tính đàn hồi nhưng mất không quá nhiều. Các cơ xung quanh của khung sườn sẽ bắt đầu trở nên kém đi, chức năng tổng thể của phổi bắt đầu giảm đúng không? Rồi tương tự như vậy, ví dụ như cái việc sản xuất ra cái enzyme tiêu hóa cũng bắt đầu chậm lại khi chúng ta già đi. Vì vậy mà ở người cao tuổi thì chúng ta không ăn được những cái loại thức ăn thô, những cái loại thức ăn mà to đúng không ạ? Chúng ta phải nhai kỹ hơn, chúng ta phải là ăn những cái thức ăn mà dạng lỏng hơn. Đấy, vì lúc này chúng ta đưa vào trong 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 dạ dày chúng ta đúng không ạ? Cái dạ dày chúng ta hoạt động kém, nó co bóp kém hơn và tiết ít dịch tiêu hóa hơn. Vì vậy mà nó sẽ, nếu chúng ta đưa thức ăn thô vào thì nó sẽ hoạt động không tốt, nó không hoạt động tốt. Thế như vậy nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề về đau dạ dày đúng không ạ? Đấy, vì vậy mà cho nên người cao tuổi chúng ta sẽ thường ăn cái loại thức ăn tinh, loại thức ăn mà nó được được gọi là tinh chế rồi, ví dụ như được nghiền ra, được xay nhỏ, băm nhỏ đúng không ạ? Hoặc là những cái loại thức ăn mà cung cấp trực tiếp với chất dinh dưỡng để khi đưa vào cơ thể là cơ thể hấp thụ luôn để giảm tải cho giảm giải gánh nặng cho các cái cơ quan trong trong hệ tiêu hóa. Đấy, ví dụ là như thế, hoặc là mạch máu của chúng ta cũng sẽ dần mất đi cái tính đàn hồi. Vì vậy mà khi chúng ta già đi, chúng ta bắt đầu sẽ xuất nhiều người sẽ bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề về về bệnh lý về tim mạch. Ví dụ như điển hình đó là tăng huyết áp. Vì cái mạch máu của chúng ta nó bắt đầu trở nên cứng rồi, sơ rồi. Đấy, nó không còn cái sự co bóp đàn hồi nữa. Vì vậy mà nó sẽ máu mà chúng ta cứ bơm vào như thế, vào một ống cứng như thế thì áp lực lên cái ống đấy nó sẽ tăng lên rất nhiều so với cái áp lực mà nó áp lên một cái ống mềm, một cái ống cao su. Một cái ống cao su thì nó có độ giãn hơn, thì như vậy nó sẽ làm giảm cái áp lực trong cái lòng mạch đúng không ạ? Và khi mà mạch máu của chúng ta nó bị sơ cứng như thế thì nó dễ bị tổn thương hơn, dễ bị tích tụ chất béo hơn, và vì vậy nó hình thành nên là xơ vữa động mạch đúng không ạ? Xơ vữa, xơ cứng động mạch. Và khi phụ nữ mà đến cái tuổi mãn kinh, em phụ nữ đến tuổi mãn kinh thì dịch ở âm đạo, ở cơ quan sinh dục ấy, nó bắt đầu giảm đi, trở nên khô hơn đúng không ạ? Chị em hay bảo là khô hạn đấy. Đấy, rồi các mô sinh dục bắt đầu teo đi do giảm đi cái lượng hormone estrogen, là một hormone ở nội tiết ở nữ giới. Và ví dụ bắt đầu là các cơ quan, các đặc tính của sinh dục ở nữ nó bắt đầu trở nên là yếu hơn đúng không ạ? Rồi ở nam giới thì cơ bắp bắt đầu trở nên mỏng đi, rồi quá trình sản xuất để tinh trùng nó cũng sẽ giảm do cái lượng testosterone, hormone nam giới giảm đi. Đấy, tất cả những cái hormone này nó giảm, nó sẽ dẫn đến là giảm cái đặc điểm về các đặc tính về sinh dục, rồi giảm về ham muốn đúng không ạ? Đấy, đó là cái quá trình lão hóa của cơ thể chúng ta, nó phải xảy ra và chúng ta phải chấp nhận điều đó đúng không ạ? Vậy làm thế nào để chúng ta có thể làm chậm cái quá trình lão hóa này? Và tương lai sẽ còn những nhiều rất nhiều cái triển vọng mà khoa học đang nghiên cứu để giúp có thể đảo ngược cái quá trình lão hóa. Đúng không ạ? Hiện tại thì chúng ta chưa chưa có thể nói được là chúng ta có thể đảo ngược quá trình tuổi tác của chúng ta. Tuổi chúng ta sẽ càng ngày chúng ta sẽ càng tăng, tuổi chúng ta sẽ chắc chắn sẽ tăng, nhưng mà chúng ta có thể làm chậm hoặc đảo ngược một phần cái quá trình lão hóa tế bào để giúp cơ thể chúng ta được trẻ, được khỏe hơn các bạn. Vậy có những cách nào sẽ giúp chúng ta làm chậm quá trình này? Mọi người cùng tìm hiểu nhé. Rồi, đầu tiên chắc chắn đó là một chế độ ăn phải lành mạnh được nhỉ? Chúng ta sống được đúng không ạ? Chúng ta sống được là bởi chúng ta được cung cấp chất dinh dưỡng, chúng ta được ăn. Nhưng nếu chúng ta có một chế độ ăn không tốt, ví dụ như là chúng ta ăn nhiều thức ăn có nhiều dầu mỡ, và các loại mỡ mà chiên đi chiên lại nhiều lần này, ăn những loại thức ăn nhanh, ăn những cái loại thức ăn đóng hộp mà nó có chứa nhiều những cái chất hóc bảo quản đúng không ạ? Chế độ ăn chúng ta không hề lành mạnh như thế, thế thì nó sẽ khiến cho cơ thể chúng ta nhanh già đi. Điển hình đó là cái việc mà chúng ta ăn một cái lượng đường và lượng muối, rồi lượng chất béo bão hòa tức là mỡ đấy ạ, nhiều hơn so với bình thường sẽ khiến cơ thể chúng ta bị tàn phá
và làm tăng nguy cơ của các cái bệnh mãn tính, ví dụ như là tăng huyết áp, tiểu đường, các vấn đề về bệnh lý về tim mạch, đúng không? Và để tránh những cái lo lắng những cái, liên quan đến cái quá trình lão hóa do cái việc mà chúng ta ăn uống không được lành mạnh như này, thì chúng ta hãy tăng cường ăn các cái loại trái cây, rau củ quả, những cái loại ngũ cốc nguyên hạt và sữa ít béo cộng với thịt nạc và cá. Tại sao chúng ta lại nên ăn ăn thịt nạc và cá nhiều hơn? Vì cái lượng hàm lượng chất béo no, tức là chất béo bão hòa ấy, tức là lượng mỡ ấy, trong các loại thực phẩm này nó ít. Đấy, tại vì cái lượng cái chất béo đấy nó là được coi là một cái chất béo xấu trong cơ thể, là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến chúng ta bị xơ vữa động mạch, đúng không ạ? Và xơ vữa động mạch giảm khiến cho cái tim của chúng ta bị cấp máu được ít hơn, mà tim của chúng ta cấp máu ít hơn, tim nó yếu hơn, và yếu hơn mà tim mà nó có vấn đề gì, đúng không ạ, ngừng đập là chúng ta cũng nhắm mắt, đúng không ạ, nhắm mắt đó. Vì vậy mà chúng ta sẽ cần quan tâm đến cái sức khỏe của tim mạch, bởi vậy mà chúng ta sẽ không ăn quá nhiều muối hay là chất béo bão hòa, đúng không ạ? Còn những cái loại mà trái cây hay là rau củ quả thì sẽ cung cấp cho chúng ta những cái chất dinh dưỡng cực kỳ là tốt mà lại là thiết yếu, ở đó là vitamin này, là vi khoáng này, rồi những cái hoạt chất sinh học có cái khả năng chống lại quá trình lão hóa. Đấy, có những hoạt chất sinh học có khả năng chống lại quá trình lão hóa. Rồi đầu tiên chắc chắn đó là về chế độ ăn lành mạnh cả nhà nhé. Hãy ăn nhiều rau củ quả hơn, tránh những cái loại đồ ăn nhanh, những cái loại đồ ăn mà đóng hộp. Đấy. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta vẫn sử dụng những cái đồ đóng hộp, đúng không ạ? Vẫn sử dụng những đồ đóng hộp, thế thì chúng ta sẽ cần làm một điều gì, đó là chúng ta cần học một cái thói quen là chúng ta đọc nhãn sản phẩm khi mua, đúng không? Chúng ta cầm một sản phẩm lên, chúng ta phải biết được là cái sản phẩm này nó có chứa cái gì. Bất kể là một sản phẩm nào đã được đóng gói, đóng hộp là nó đều phải có nhãn. Và chúng ta cần học một cái thói quen là chúng ta đọc những cái gì được ghi ở trên đấy. Thứ nhất là để chúng ta biết cách sử dụng này. Thứ hai là chúng ta biết được cái sản phẩm này nó có cái gì để chúng ta có thể kiểm soát, đúng không ạ? Đấy, thì nếu bạn mua thực phẩm đóng gói này để cho cái thuận tiện cái việc mà chúng ta sinh hoạt cuộc sống này, thì hãy kiểm tra cái nhãn để đảm bảo rằng là bạn phải giới hạn được. Giới hạn được nhé, tức là không nạp quá. Thứ nhất là lượng natri. Natri ở đây tức là liên quan muối ăn của chúng ta ấy. Nạp vào nó phải dưới 1500mg mỗi ngày. Rồi đường thì không quá 25mg mỗi ngày. Và chất béo no, chất béo bão hòa, tức là mỡ đấy, thì dưới 10% lượng calo hàng ngày của bạn. Tức là cái này nó có một cái sự biến đổi liên quan đến cơ thể của mỗi người. Người nam giới chắc chắn là sẽ cần năng lượng nhiều hơn, nhiều calo hơn so với phụ nữ. Vì vậy mà cái 10% chất béo này nó cũng sẽ nhiều hơn. Cho nên là bạn là nam hay là nữ, hãy cân nhắc đến điều đó. Hãy biết rằng là chúng ta cần nạp bao nhiêu calo vào mỗi ngày. Và chúng ta kiểm soát những cái thành phần dinh dưỡng mà chúng ta nạp vào cơ thể, đúng không ạ? Chúng ta kiểm soát được cái điều đó thì chúng ta mới kiểm soát được quá trình lão hóa của chúng ta, đúng không ạ? Rồi, đó là hai cái bí quyết, hai cái tip đầu tiên để giúp chúng ta làm chậm quá trình lão hóa, đúng không ạ? Rồi, cái thứ ba đó là chúng ta sẽ không hút thuốc. Ở đây thì chắc là các chị em phụ nữ sẽ gần như là không có ai chúng ta hút thuốc, đúng không ạ? Các anh nam giới thì sẽ có thể có nhiều hơn vì những lý do liên quan đến cái việc là căng thẳng công việc, rồi căng thẳng về chuyện gia đình, mà anh tìm đến cái việc là hút thuốc để giúp giải tỏa cái căng thẳng đó. Thế nhưng hãy nghĩ đến sức khỏe chúng ta. Chúng ta ngoài cái việc hút thuốc, chúng ta còn rất rất nhiều những cái biện pháp khác để giúp chúng ta giải tỏa cái căng thẳng đó. Vì vậy mà chúng ta hãy lựa chọn một cái biện pháp thông minh, một cái biện pháp an toàn và khỏe mạnh cho sức khỏe chúng ta. Đấy. Và chắc chắn mọi người đã được nghe rất nhiều, được nghe báo đài, TV tuyên truyền rất nhiều về việc chúng ta không nên hút thuốc, đúng không ạ? Nó sẽ khiến cơ thể chúng ta bị nhiễm độc như thế nào, rồi nó ảnh hưởng đến cơ quan bộ phận cơ thể chúng ta ra sao. Đó. Rồi người hút thì ảnh hưởng một phần, nhưng người không hút mà hít phải cái khói thuốc lá đấy còn bị ảnh hưởng nhiều hơn như thế. Vì vậy hãy nghĩ đến nếu mà có nhiều người cho rằng là bản thân của tôi muốn thả thì sao, thế thì hãy giữ cho bản thân mình thôi, đừng làm hại
đừng làm tổn thương tới những cái người thân yêu, những cái người xung quanh chúng ta, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta có hút thì chúng ta hút một mình thôi, đúng không ạ? Đừng để cho những người khác phải chịu chung cái sự đau khổ này mà chúng ta lại không kiểm soát được, đúng không ạ? Thế cho nên là nếu được, đó là cái điều tốt nhất, đó là chúng ta sẽ bỏ việc hút thuốc, đúng không ạ? Rồi, mới đầu nó sẽ rất là khó, nhưng mà chúng ta không có gì là không thể, đúng không ạ? Chỉ có là chúng ta có thắng, chiến thắng được chính bản thân mình hay không thôi. Chúng ta có muốn cái điều tốt đẹp diễn ra với cơ thể của chúng ta hay không thôi. Rồi, tiếp theo là chúng ta luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Thì với cái cuộc sống mà công việc ngày nay nó rất là bận rộn, chúng ta làm không những là 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, thậm chí là ví dụ như bác sĩ phải trực ở bệnh viện thì có thể làm việc từ tới 24 tiếng, 24 đến 48 tiếng, và còn rất nhiều những cái kỷ lục về việc mà làm việc dài ngày hơn nữa. Đấy, thì chúng ta đang cuốn trong một cái guồng quay về với công việc, với cuộc sống, khiến cho chúng ta không còn thời gian. Nhưng mà vẫn còn một chút đấy ạ. Với những cái công việc bình thường, chúng ta vẫn có thể dành được thời gian. Thay vì thời gian chúng ta ngồi lướt điện thoại, hay là thời gian chúng ta tán gẫu những cái chuyện phím linh tinh, đúng không ạ? Hãy dành thời gian, tiết kiệm thời gian đó. Chúng ta dành ít nhất là khoảng 30 phút mỗi ngày, chúng ta tập luyện thể dục thể thao với bất cứ hình thức nào cả nhà nhé. Chúng ta có thể đi bộ này, chúng ta có thể chạy bộ này, bơi lội này, đạp xe này, tập một bộ môn nào đó, ví dụ như là tập nhảy, tập múa. Tức là có rất nhiều hình thức giúp cơ thể chúng ta được vận động. Việc vận động này sẽ giúp cơ thể chúng ta giải tỏa được rất nhiều. Thứ nhất là giải tỏa về mặt thải chất độc, đúng không ạ? Mồ hôi chúng ta tiết ra nhiều hơn, thì những cái chất thừa, những cái chất mà không tốt, những cái sản phẩm chuyển hóa trong cơ thể mà nó được bài tiết qua đường mồ hôi, nó sẽ đi theo mồ hôi, nó giải phóng ra. Cơ thể chúng ta đã giảm tải được áp lực về chất độc hại rồi, đúng không ạ? Rồi giải tỏa về cái mặt stress, căng thẳng. Vì khi chúng ta vận động thì não sẽ không phải phải làm việc quá nhiều nữa. Đấy, nó sẽ chỉ là những cái mô hình vận động lặp đi lặp lại, não không phải suy nghĩ quá nhiều, vì vậy mà giải tỏa được cái áp lực về mặt tâm lý. Đấy, rồi giải tỏa được rất là nhiều những cái khác nhau. Vì vậy hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày. Còn nếu như quá bận, hãy dành 15 phút để chúng ta có thể hoạt động. Ví dụ là 15 phút chúng ta ngồi thiền, hoặc 15 phút chúng ta tập yoga cũng đủ để giúp chúng ta cải thiện sức khỏe hơn mỗi ngày. Và hãy nhớ cái điều này, chúng ta cần làm đều đặn hàng ngày cả nhà nhé. Làm đều đặn hàng ngày, cứ tuần tự như thế thì thành một thói quen, giống như việc chúng ta đánh răng rửa mặt vào mỗi buổi sáng đó ạ. Đấy, làm tuần tự hàng ngày thì nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái sức khỏe vô cùng là tuyệt vời, và nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta được trẻ trung hơn khi nó đã được giải thoát bởi những cái áp lực khác rồi, áp lực từ chất độc hại trong cơ thể, áp lực từ stress công việc, đúng không ạ? Đó, và mọi người có thể thấy là những cái người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên sẽ có một cái diện mạo tươi tắn hơn, trẻ trung hơn với những người mà chúng ta không tập luyện, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái hình ảnh của những cụ ông cụ bà tập luyện thể dục thể thao thường xuyên từ khi mới có hạn 15, 16 tuổi cho đến lúc 8, 90 tuổi rồi, họ vẫn tập luyện thể dục thể thao và cơ thể của họ vẫn giữ được cái độ săn chắc, da của họ cũng không quá trùng và chảy xệ, cùng kết hợp với một cái chế độ ăn uống tốt thì họ hoàn toàn trông trẻ trung hơn rất nhiều so với độ tuổi thực của họ, đúng không ạ? Đấy, vì vậy luyện tập thể dục thể thao là một điều vô cùng quan trọng cả nhà nhé. Rồi, chúng ta đến với một cái bí quyết tiếp theo, đó là chúng ta cần có những kết nối xã hội. Cái việc xã hội hóa giúp chúng ta gắn bó về mặt tâm lý và cũng có thể tác động đến cái tuổi thọ của chúng ta. Việc duy trì những cái mối quan hệ tốt đẹp và lành mạnh với những người khác, giữ kết nối với những người bạn mà chúng ta yêu thương và làm cho cái việc gặp gỡ những người mới này trở nên hữu ích hơn. Tức là khi mà chúng ta được trao đổi, đúng không ạ? Được nói chuyện, được gặp gỡ bạn bè, chúng ta được cười đùa, chúng ta được vui vẻ như thế, thì giúp cơ thể nó giải tỏa được những cái căng thẳng về mặt tâm lý. Vì vậy mà giúp cho cơ thể chúng ta nó được diễn ra, cái quá trình trao đổi trong cơ thể chúng ta nó được diễn ra được một cách bình thường. Đó, nó diễn ra được một cách bình thường. Vì vậy mà nó sẽ hạn chế được cái việc mà
sản sinh ra những cái yếu tố gây hại cho cơ thể chúng ta. Đấy. Nếu như một ngày mà chúng ta ví dụ như chúng ta phải bị gọi là giữ ở một nơi mà chúng ta không được nói chuyện với ai, chúng ta có xảy ra bất cứ một điều gì, chúng ta có bất cứ một tâm tư nguyện vọng nào, bất cứ một cái nỗi niềm gì trong 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 chúng ta mà chúng ta không được giải thoát, chúng ta không được nói, chúng ta không được cười, chúng ta không được chia sẻ, chúng ta không được khóc, chúng ta không có kết nối với bất cứ ai, thế thì tất cả những cái đó nó sẽ tích tụ, nó sẽ tích tụ lại và khiến cho cơ thể chúng ta trở nên già đi rất nhanh chóng, đúng không ạ? Già đi rất rất nhanh chóng. Vì vậy cái kết nối xã hội đó là một điều vô cùng quan trọng, giống như ngày hôm nay chúng ta ở đây, và mỗi tối thứ bảy hàng tuần chúng ta được lên trên Zoom, chúng ta được nói chuyện với nhau, được chia sẻ với nhau, đó là cái việc một kết nối xã hội giúp chúng ta có được cái giải thoát về cái mặt tâm lý, đúng không ạ? Rồi một cái bí quyết tiếp theo nữa đó là chúng ta cần ngủ đủ giấc. Chắc chắn là chúng ta đều ai trong tất cả chúng ta ở đây đều có thể hiểu được cái vai trò của việc chúng ta ngủ nó sẽ có tác dụng như thế nào. Và như ở phần đầu em có nói chia sẻ đó, là khi chúng ta ngủ đủ thì cơ thể chúng ta mới có thời gian để tự phục hồi, để tự chữa lành những cái tổn thương mà sau một ngày chúng ta hoạt động, đúng không? Sau một ngày chúng ta hoạt động. Và ở một cái người mà bị thiếu ngủ mãn tính này thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều, tuổi thọ của họ cũng trở nên ngắn hơn. Đấy, chúng ta bằng cái việc mà chúng ta cải thiện về vệ sinh giấc ngủ, đây một cái khái niệm nghe nó hơi lạ một chút nhưng mà em sẽ giải thích, cải thiện về vệ sinh giấc ngủ cũng như là ngủ được đủ khoảng 7 đến 8 giờ mỗi đêm thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn vào mỗi sáng và sẽ sống lâu hơn. Thì vệ sinh giấc ngủ là gì? Thứ nhất là đầu tiên là cái không gian xung quanh của chúng ta nó phải được sạch sẽ, đúng không ạ? Chăn ga gối đệm giường chúng ta phải được giặt giũ thường xuyên, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác thoải mái hơn, dễ chịu hơn khi chúng ta ngủ. Rồi trước khi chúng ta ngủ thì chúng ta sẽ tránh tiếp xúc với lại cái việc mà chúng ta tiếp xúc với lại điện thoại, các thiết bị điện tử, đúng không ạ? Bởi cái sóng từ cái các thiết bị điện tử đấy nó ảnh hưởng tới não bộ chúng ta và nó sẽ can thiệp, nó ảnh hưởng đến giấc ngủ chúng ta, khiến cho giấc ngủ chúng ta trở nên chập chờn hơn, khó đi vào giấc ngủ hơn. Đó, đấy là những cái liên quan đến việc mà chúng ta vệ sinh giấc ngủ, đúng không ạ? Rồi, khi mà chúng ta ngủ đủ giấc như thế rồi, cơ thể chúng ta được tự hồi phục, tự chữa lành. Vì vậy, nó sẽ khiến cho cơ thể chúng ta lâu bị lão hóa hơn, đúng không ạ? Rồi, và tiếp theo đó là giảm căng thẳng. Chắc chắn rồi. Ui dồi, xa lát trộn cái thứ, không biết như này đâu. Không hề biết tí nào, thôi lần sau đóng vào phí nhá. Có ai đang xa lát chứ? Rồi cả nhà vẫn vẫn nghe rõ đúng không ạ? Cả nhà vẫn nghe rõ đúng không ạ? Từ nãy là nói một 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 tràng hơi dài, một tràng hơi dài rồi chúng ta vẫn đang nghe rõ ạ. Nếu mà mọi người vẫn đang nghe rõ thì chúng ta comment số 6 ạ. Còn ai mà đang cảm thấy buồn ngủ thì cũng comment số 6 để cho nó tỉnh ngủ nhá cả nhà. Nhưng mà giờ này chắc là cũng chưa ai buồn ngủ đâu ạ. Rồi chúng ta tiếp comment vào ô chat số 6 để em biết được rằng là chúng ta vẫn có theo dõi và vẫn đang lắng nghe cái chủ đề ngày hôm nay. Rồi, tiếp tục cả nhà nhé, còn một chút nữa thôi ạ. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta phải giảm căng thẳng, đây là một điều chắc chắn rồi. Căng thẳng khiến cho chúng ta đầu tiên, ngay phản xạ đầu tiên khi mà chúng ta căng thẳng đúng không? Chúng ta suy nghĩ nhiều hơn, chúng ta bắt đầu cau mày, đúng không ạ? Cau mày nhăn trán. Và cái hành động đó diễn ra nhiều lần, nó sẽ tích lũy và khiến chúng ta có những cái nếp nhăn, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta phải giảm căng thẳng rồi. Đó là một cái điều rất là trực quan để chúng ta có thể hiểu được là tại sao chúng ta phải giảm căng thẳng để giúp chúng ta có thể trẻ được lâu hơn, đúng không ạ? Và việc căng thẳng mãn tính cũng là như là lo lắng này sẽ khiến gây hại cho cơ thể chúng ta, vì nó sẽ kích hoạt việc giải phóng ra một cái hormone, một cái nội tiết tố căng thẳng gây viêm gọi là cortisol. À, gọi là cortisol. Và khi cơ thể chúng ta bị căng thẳng quá lâu thì nó sẽ tiết ra cái này rất nhiều và nó sẽ khiến cho cơ thể chúng ta phải vận động, phải chuyển hóa, phải trao đổi nhiều hơn, và cái quá trình đấy khiến cho cái tế bào nó sống nhanh hơn, cũng đồng thời là nó sẽ già nhanh hơn, đúng không ạ? Già nhanh hơn. Vì vậy hãy giảm căng thẳng bằng việc mà chúng ta có thể là chúng ta đi thư giãn bởi cái việc là chúng ta xông hơi này, giảm căng thẳng về mặt cơ thể, đúng không ạ? Rồi chúng ta đi massage, đúng không ạ? Massage để giúp cho cơ cơ thể của chúng ta nó được được thả lỏng về mặt cơ thể thì tâm trí nó cũng sẽ dần được thả lỏng.
rồi chúng ta ngồi thiền, chúng ta tập yoga, chúng ta nghe nhạc, có rất là nhiều biện pháp phù hợp với mỗi người để giúp chúng ta có thể giải tỏa được cái căng thẳng mỗi ngày chúng ta phải trải qua, đúng không ạ? Giảm căng thẳng tức là giảm lão hóa, đúng không ạ? Rồi, và ở đây thì với rất là nhiều những cái bí quyết và những cái giải pháp như thế thì chúng ta có thêm một cái giải pháp nữa tiện lợi, đơn giản, phù hợp với cuộc sống hiện đại của chúng ta, đúng không ạ? Thì đó là giải pháp đến từ Kiari. Thì chúng ta có một cái bộ đôi sản phẩm rất là gọn nhẹ, rất là tiện dụng như này, đó là Kiari Shake và Kiari Energy. Đó. Thế thì trước hết thì chúng ta sẽ phải biết, chúng ta phải xem là nó tiện lợi mà nó đơn giản như thế nào, đúng không ạ? Thì chúng ta mới thấy được, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu là nó đem lại cái tác dụng gì trong cái việc mà giúp chúng ta chống lại quá trình lão hóa, đúng không ạ? Rồi, sự tiện lợi nó chỉ đến trong nháy mắt thôi. Với Kiari Shake thì chúng ta pha một cái gói đó với khoảng một nửa cái chai nước La Vie của chúng ta, cái khoảng chai nước ấm, và chúng ta khuấy đều lên và chúng ta thưởng thức thôi. Rất nhanh, đúng không ạ? Một cái giải pháp rất là nhanh, gọn, tiện lợi. Đó là cái sự tiện lợi của Kiari Shake rồi. Và với Kiari Energy thì sao, nó lại càng nhanh hơn, bởi nó đã được sử dụng với lại nó được điều chế và bào chế thành các cái dạng viên nén. Thì chỉ một hai viên chúng ta đưa vào cái là chúng ta có thể một ngụm nước là chúng ta xong. Chỉ trong nháy mắt như thế thôi sẽ đem lại cho chúng ta những cái tác dụng và những hiệu quả nào cả nhà nhé. Mọi người cùng xem chúng ta sẽ nhận được những cái lợi ích gì liên quan đến cái việc mà chúng ta chống lão hóa. Thì với Kiari Shake thì sao? Kiari Shake thì nó được có rất nhiều những cái tác dụng, mà những cái tác dụng đấy được đến từ những cái thành phần hoạt tính có trong thành phần của Kiari Shake. Những cái thành phần hoạt tính nổi trội, nổi bật đó là chiết xuất của trái ma quy, rồi tảo xoắn, cải xoăn, cỏ linh lăng, rau bina hay còn gọi là rau chân vịt, rồi mầm của bông cải xanh, là mầm của súp lơ xanh ấy. Hiệu quả và tác dụng lợi ích từ Kiari Shake nó đến từ những cái thành phần hoạt tính này. Vậy thì mỗi cái thành phần này nó đem lại cho chúng ta những cái tác dụng gì, những cái hiệu quả gì? Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nói đó là chiết xuất của ma quy là cái nguồn cảm hứng cũng như là thành phần chính trong cái sản phẩm Kiari Shake này, cũng như là Kiari Energy. Thì ngoài cái việc mà cái trái ma quy này nguyên nó đã đem lại được rất nhiều những cái tác dụng, những cái lợi ích cho cơ thể rồi, nhưng với cái việc mà tổng hợp và kết hợp thêm với những cái chiết xuất thực vật khác, nó sẽ đem đến một cái tác dụng tổng hòa cực lớn cho cơ thể của chúng ta. Thì cái trái ma quy này mình hay gọi là gọi là quả mọng ma quy, là một cái loại trái cây có một cái màu tím cực kỳ rực rỡ, một cái màu tím rất sẫm. Và nếu như anh chị em nào chúng ta có biết tới thực phẩm cầu vồng, đúng không ạ? Thực phẩm cầu vồng tức là những cái loại thực phẩm nó có những cái màu sắc đặc trưng như đỏ này, cam, vàng, xanh lá, tím. Thì những cái loại càng thực phẩm có cái màu sắc đậm như thế thì nó sẽ càng chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn, đúng không ạ? Thì cái trái ma quy này nó có cái màu tím cực kỳ sậm, cực kỳ đậm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong đó nó chứa một cái chất chống oxy hóa với một hàm lượng cực kỳ cao, cao hơn rất rất nhiều so với những loại siêu trái cây khác. Cho nên là trái ma quy này được gọi là một siêu siêu trái cây. Đó. Thì cái chất chống oxy hóa mà có hàm lượng cao ở trong trái ma quy này đó chính là anthocyanin. Đấy. Và nó có khả năng chống lại được rất nhiều các cái gốc tự do khác nhau. Đó. Nó tạo ra một cái phổ, tạo ra một cái tác dụng rất là rộng. Đấy. Cho nên là sử dụng nguyên trái ma quy đã đem lại chúng ta rất là nhiều tác dụng bởi cái khả năng chống lại cái gốc tự do, cái chất oxy hóa đấy. Và giúp cơ thể chúng ta bảo vệ được các tế bào trước những cái tác động từ những cái chất từ cái chất oxy hóa và từ những cái gốc tự do, đúng không ạ? Và khi bảo vệ được tế bào rồi thì tế bào nó còn nguyên vẹn, đúng không ạ? Nó còn nguyên vẹn, nó không bị tổn hại, tức là thời gian sống của nó sẽ lâu hơn và nó sẽ được nguyên vẹn về cái khả năng phân chia, khả năng sinh sôi, đúng không ạ? Thế thì như vậy là cơ thể của chúng ta đã chậm đi cái quá trình lão hóa rồi. Còn khi cái quá trình mà sinh sôi đến nó chậm lại thì chúng ta cơ thể chúng ta bắt đầu lão hóa, đúng không ạ? Đó, thì
cái trái các loại trái cây mà nó cũng giàu cái chất anthocyanin, chất chống oxy hóa này, cũng tương tự như là trái ma quy thì trong đó có cái trái việt quất này, hoặc là trái nam việt quất, rồi quả mâm xôi hay dâu tây, nho tím, rồi quả anh đào và quả lựu. Mặc dù cái màu của cái quả là thì sau nó là màu đỏ, nhưng cái chất thì tư chứng tỏ ấy, chứng tỏ là cái hàm lượng của cái chất chống oxy hóa nó ít hơn, nên nó sẽ tạo ra một cái màu đỏ, chứ nó không phải là một cái màu tím sẫm như là trái ma quy. Rất rất nhiều tác dụng mọi người có thể sẽ tìm thấy ở trên mạng, ở trên Google, chúng ta sẽ có thể search thấy là nó sẽ có rất rất nhiều những cái tác dụng. Nhưng mà trong đó điển hình đó là cái tác dụng được đem tới bởi cái chất chống oxy hóa anthocyanin với một hàm lượng cực kỳ cao. Đấy, cực kỳ cao. Nó có thể khả năng chống lại được các gốc tự do rất là lớn. Rồi chúng ta đến với một chiết xuất thứ hai, đó là chiết xuất cỏ linh lăng. Thì cỏ linh lăng thì đem đến với rất là nhiều lợi ích bởi giàu chất xơ. Giàu chất xơ thì nó sẽ hỗ trợ cho cái đường tiêu hóa của chúng ta tốt hơn này. Rồi nó giúp làm giảm cái lượng cholesterol có hại cho cơ thể. Đó. Và nó cũng là được coi là một cái chất chống oxy hóa mạnh mẽ và giúp ngăn ngừa những cái tổn thương gây ra bởi các gốc tự do, đúng không ạ? Lại là gốc tự do nữa. Đấy, trong đó trong cái quá trình lão hóa chúng ta nó thường sẽ xảy ra và thường sẽ gặp tới đó là cái gốc tự do. Đấy, cho nên nếu như chúng ta ngăn ngừa, chúng ta chống lại, chúng ta bảo vệ được tế bào khỏi của các cái gốc tự do như này, thì đồng thời đó là cái quá trình chúng ta đang làm trẻ hóa cơ thể, trẻ hóa tế bào, chậm lại quá trình lão hóa, đúng không ạ? Rồi sau cỏ linh lăng thì chúng ta có rau bina, hay còn gọi là rau chân vịt ạ. Rau chân vịt là một cái loại rau xanh rất là giàu dinh dưỡng. Không chỉ là chúng ta cung cấp những cái vitamin, những cái khoáng chất, những cái chất chống oxy hóa khác nhau, thì rau bina nó giúp làm giảm những cái căng thẳng, giảm những căng thẳng về oxy hóa này, cải thiện sức khỏe của mắt và giúp ngăn ngừa bệnh tim và ung thư. Đó, ở đây là một cái loại thực phẩm mà chúng ta dễ dàng đưa vào chế độ ăn. Nhưng nay thì cái rau này, những cái dinh dưỡng của cái loại rau này đã được chiết xuất ra và đưa vào trong cái sản phẩm Curicex, đúng không ạ? Đó. Và một số những cái lợi ích có được từ rau bina, ví dụ như là kiểm soát tiểu đường này, ngăn ngừa ung thư, phòng ngừa hen suyễn, giảm huyết áp, cải thiện sức khỏe của xương, thúc đẩy tiêu hóa, giúp cho da và tóc chắc khỏe, đúng không ạ? Các loại rau này mà chúng ta ăn thường xuyên, chúng ta có vào trong chế độ dinh dưỡng của chúng ta, thì nó đem lại rất rất nhiều những cái lợi ích cho sức khỏe. Rồi, một thành phần hoạt tính, một thành phần nữa đem lại những cái giá trị cho Curicex, đó là cải xoăn. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trên trên hình đây thì là rất là nhiều những cái tác dụng giàu dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Đó. Rồi giàu chất chống oxy hóa, đây rồi, giàu chất chống oxy hóa thì giúp ngăn ngừa được cái sự lão hóa của cơ thể chúng ta, là một nguồn vitamin C dồi dào. Đó. Vitamin C thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tăng sinh cái quá trình mà sản xuất collagen, tái tạo collagen, là một cái yếu tố giúp cho da chúng ta trở nên căng và săn chắc hơn. Đấy, đó khiến cho chính là cái mà giúp chúng ta có được một cái làn da nó được tươi, nó được trẻ trung, đúng không ạ? Đó là cái việc mà chúng ta có được thêm collagen cho dưới da chúng ta. Để chúng ta có thể tìm hiểu một số những cái tác dụng như thế này. Rồi giàu những chất chống ung thư, rồi hàm lượng beta carotene. Beta carotene cũng là một chất chống oxy hóa cả nhà nhé. Đấy. Rất là nhiều những cái tác dụng, rồi là một nguyên liệu tuyệt vời cho chế độ giảm cân. Đó. Rồi tảo xoắn ạ, tảo xoắn cũng rất rất nhiều và chúng ta quan tâm đến đặc tính chống oxy hóa và chống viêm cực kỳ mạnh mẽ của tảo xoắn. Đúng không ạ? Tại vì nó ảnh hưởng đến cái quá trình mà chúng ta bảo vệ được tế bào và giúp cơ thể chúng ta chống lại được cái quá trình lão hóa, đúng không ạ? Tảo xoắn này, rồi mầm bông cải xanh. Mà mầm bông cải xanh thì nó có chứa rất là nhiều những cái loại vitamin, khoáng chất thiết yếu này, các hợp chất sinh học cũng như là các chất chống oxy hóa như là lutein hay là zeaxanthin, là những cái chất mà hỗ trợ bảo vệ cho tế bào của giác mạc, tế bào của mắt của chúng ta. Đó. Rồi giúp làm giảm nguy cơ của một số loại ung thư như là vú, ung thư tuyến tiền liệt, dạ dày hay là bàng quang. Đó. Và bảo vệ da của chúng ta trước những cái tác động từ ánh sáng mặt trời.
Đó là một cái giúp chúng ta có được cái làn da đẹp đúng không ạ? Bảo vệ da trước động của ánh sáng mặt trời. Đó, đây là sản phẩm về về Kiri Shake. Và khi mà chúng ta kết hợp được thêm với viên uống Kiri Energy thì cơ thể chúng ta nó sẽ được dồi dào năng lượng hơn. Và cái tế bào của chúng ta, khi tế bào của chúng ta nó được nhiều năng lượng, nó được bổ sung nhiều chất đúng không ạ? Thì cái tế bào nó trở nên no, nó hoạt động sẽ tốt hơn. Và nó sẽ biểu hiện lên da chúng ta như nào? Ở một cái làn da mà bị mệt mỏi đúng không ạ? Bị thiếu dinh dưỡng, thiếu năng lượng, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ rất là tối, rồi trông sẽ trở nên là già hơn đúng không ạ? Sẽ trông già hơn. Thế như vậy là cái năng lượng là một cái điều vô cùng quan trọng. Tế bào nó có được sống được lâu hơn không là bởi nó được cung cấp năng lượng đều hay không. Nếu như cái nguồn năng lượng của nó bị cắt đi, tức là nó đói, và đói lâu thì là nó chết, và nó là lão, nó sẽ khiến cho cơ thể chúng ta hình thành nên các dấu hiệu lão hóa đúng không ạ? Đấy, vì vậy mà chúng ta sử dụng thêm kết hợp Kiri Shake với Kiri Energy, nó sẽ là một bộ đôi hoàn hảo cho cái việc mà chống lão hóa của chúng ta. Thì Kiri Energy thì nó được kết hợp, được chiết xuất từ những cái thành phần hoạt tính, mọi người có thể nhìn thấy trên hình này, có chiết xuất của trái ma quy, rồi của quế, của ớt cayenne, của trà xanh, của hạt cà phê xanh, của gừng, của quả bướm và của hạt tiêu đen. Đó, của hạt tiêu đen. Rất là nhiều thành phần, mọi người có thể xem qua một chút về những cái tác dụng của cái thành phần này. Ví dụ như hạt tiêu đen thì có chứa rất nhiều những chất chống oxy hóa cao này, rồi có tác dụng chống viêm. Đấy, nó chống được oxy hóa này, chống được viêm, là chống lại được hai cái tác nhân gây lão hóa từ chính bên trong cơ thể chúng ta. Đấy, nó đã khiến cho cơ thể chúng ta chậm cái quá trình lão hóa được một phần rồi đúng không ạ? Rồi đến quế. Quế thì sao? Quế thì là một cái loại mà thảo dược mà chúng ta đã biết đến từ lâu đúng không ạ? Có cái dược tính rất là mạnh, có chứa những cái chất chống oxy hóa và có tính chống viêm. Đó, lại là chống oxy hóa và chống viêm. Cơ thể chúng ta nó có những cái quá trình rất là căn bản, và khi mà hai cái quá trình căn bản là oxy hóa và viêm này nó được kiểm soát, không bị quá bùng phát đúng không ạ, thì cơ thể chúng ta nó sẽ diễn ra được một cách bình thường. Đó, quế rồi này, gừng. Đấy, gừng thì nó có rất là nhiều cái tác dụng khác nhau liên quan đến việc mà chống lại cái sự nhiễm trùng này, bảo vệ được sức khỏe răng miệng, rồi làm giảm đau, giảm các triệu chứng của viêm khớp hay là đau bụng kinh, rồi giảm cholesterol có hại cho cơ thể và tăng sức đề kháng. Tăng sức đề kháng cũng chính là khiến cho cơ thể của chúng ta chống chịu tốt hơn với các tác nhân gây hại. Đó, chống chịu tốt hơn với các tác nhân gây hại thì như vậy là chúng ta cũng khỏe hơn đúng không ạ? Cơ thể mà chúng ta già đi là chúng ta sẽ giảm cái khả năng chống chịu với tác nhân đó. Vậy khi mà nó làm tăng cái khả năng chống chịu, cũng chính là cơ thể chúng ta nó được trẻ hơn. Trẻ hơn thì nó mới có khả năng chống chịu được tốt hơn đúng không ạ? Rồi của ớt cayenne. Thì cái ớt này nó sẽ làm giúp chúng ta khi mà chúng ta sử dụng thường xuyên, nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ cái quá trình giảm cân bởi cái việc mà đốt cháy cái chất béo trong cơ thể. Ở một cái người cả nhà nhé, ở một cái người mà cái chất béo chúng ta nó bị dư quá nhiều đúng không ạ? Ví dụ như mặt chúng ta bị nhiều mỡ đúng không ạ? Nhiều mỡ nó bắt đầu nó bì lên, rồi nọng này, rồi da của chúng ta nó bị trở nên là thô hơn. Đấy, khi mà cái lượng chất béo nó tích lũy nhiều như thế thì cái bề ngoài, cái diện mạo chúng ta sẽ trông nó sẽ già hơn. Là một cái người mà chúng ta có cái thân hình rồi gương mặt thon gọn săn chắc thì trông sẽ trẻ trung hơn đúng không ạ? Trông sẽ trẻ trung hơn so với những cái người mà cái lượng mỡ nó dư thừa nó quá nhiều. Thế thì cái ớt cayenne này khi mà chúng ta được sử dụng thường xuyên đúng không ạ? Có trong viên Kiri Energy cả nhà nhé. Được sử dụng thường xuyên thì nó sẽ làm đốt cái chất béo đấy và hỗ trợ cho quá trình giảm cân, giúp cho cơ thể chúng ta có một cái thân hình, giúp chúng ta có một cái thân hình thon gọn, săn chắc và trẻ trung. Đó. Rồi chiết xuất của trà xanh. Chiết xuất của trà xanh thì nó có rất là nhiều cái tác dụng rồi, và những cái người mà sử dụng trà xanh, người sử dụng trà xanh thường xuyên ấy, thì trông sẽ có một cái diện mạo tươi hơn, gọi là sạch hơn, tươi hơn, sạch hơn. Đó. Và còn một cái chiết xuất nữa là chiết xuất của hạt cà phê xanh. Cà phê xanh cũng rất là nhiều tác dụng, như là hỗ trợ giảm cân này, kiểm soát tiểu đường này,
giảm huyết áp cao, rồi ngăn ngừa bệnh Alzheimer hay là giúp ngừa ung thư đại tràng. Đây đều là những cái căn bệnh, những cái vấn đề mà liên quan đến cái quá trình lão hóa. Mà khi cái hạt cà phê xanh này nó làm giảm được quá trình này, tức là nó đang làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, đúng không ạ? Tuyệt vời. Từ nãy đến giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều những cái thành phần khác nhau nó đang tác động như thế nào đến cơ thể chúng ta, làm cơ thể chúng ta chậm cái quá trình lão hóa lại, trẻ hóa hơn và nâng cao sức khỏe chúng ta. Rồi quả bứa, quả bứa giúp làm hỗ trợ giảm cân, điều hòa về cholesterol, giảm căng thẳng, giảm stress. Ở đây đây rồi, giảm căng thẳng và giảm stress. Một trong những cái nguyên nhân gây ra quá trình lão hóa là căng thẳng, thì cái chiết xuất của quả bứa này nó sẽ giúp chúng ta giảm được quá trình căng thẳng đó. Và mọi người, như ở phía trước chúng ta có một cái bí quyết số 2, đúng không ạ? Bí quyết số 2 đó là hãy đọc nhãn sản phẩm khi chúng ta mua. Thì đây là một cái mẫu về cái nhãn sản phẩm, nhãn trên sản phẩm. Chúng ta cần đọc được là sản phẩm này chúng ta có cái gì. Ở cái hình bên này là chúng ta sẽ thấy là cái thành phần này là thành phần dinh dưỡng của Qari Sec, còn bên phải là thành phần của Qari Energy. Đó. Thế thì trong sản phẩm Qari Sec mọi người có thể nhìn thấy nó sẽ rất rất nhiều chất dinh dưỡng ở đây, từ các vitamin này, rồi có cả protein này, rồi đợt đến là các cái khoáng chất khác nhau như canxi này, magie, kẽm này, đồng này, mangan này, rồi kali này, natri này, rất là nhiều những cái vitamin, vi khoáng thiết yếu cho cơ thể chúng ta, đúng không ạ? Để chúng ta cần học cách đọc được cái nhãn của sản phẩm như này để giúp chúng ta điều chỉnh và kiểm soát cái quá trình mà chúng ta nạp chất dinh dưỡng vào người, đúng không ạ? Và vừa rồi thì chúng ta đã có thể biết thêm được rất là nhiều những cái cách mà giúp cho cơ thể chúng ta có được một cái sự trẻ trung, một cái sự năng lượng và làm chậm cái quá trình lão hóa của chúng ta. Và chúng ta có được một cái giải pháp, một cái giải pháp tiện lợi, đơn giản, nhanh chóng cho chúng ta, cho những ai mà còn có cái lý do là chúng ta đang bận rộn, chúng ta bận rộn làm mọi thứ nhưng chúng ta bận không có thời gian để chúng ta chăm sóc sức khỏe, không có thời gian để chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn, cũng không có thời gian để chúng ta trẻ trung hơn, đúng không ạ? Thì đây chúng ta đã có một cái giải pháp, đó là sản phẩm bộ đôi sản phẩm Qari Sec và Qari Energy đến từ Qari.